Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 tại Indonesia chỉ còn 2 trận đấu cuối cùng là kết thúc. Đó là trận tranh hạng 3 giữa Argentina và Mali vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 12. Sau đó là trận chung kết giữa Đức và Pháp vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 12. Cả hai trận đấu này đều sẽ diễn ra trên sân vận động Manahan. Sân bóng tại Solo là sân vận động nhỏ nhất trong số 4 sân vận động tại FIFA U17 World Cup năm nay. Nếu tính cả hai trận đấu còn lại, sân vận động này sẽ tổ chức tổng cộng 14 trận đấu của giải, bao gồm toàn bộ các trận đấu từ vòng bán kết. Dù mật độ thi đấu dày đặc, mặt cỏ sân vận động Manahan vẫn duy trì được trạng thái rất tốt và đẹp mắt. Sân vận động Manahan được mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 2 năm 2020 sau quá trình tái thiết toàn diện. Với sức chứa 20.000 khán giả, sân bóng này có mái che và ghế đơn đầy đủ. Cùng với đó là hàng loạt hạng mục đạt tiêu chuẩn của FIFA, như mặt cỏ LED và dàn đèn 2400 lux.